Nhân dịp tháng lễ Ramadan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc tới hàng triệu tín đồ Hồi giáo khắp nơi trên thế giới, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người dân nỗ lực vì hòa bình. Trong thông điệp video gửi tới cộng đồng tín đồ Hồi giáo đúng vào dịp lễ Ramadan năm nay, bắt đầu vào ngày 2 tháng 4, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh Ramadan là khoảng thời gian dành cho sự thấu hiểu và cảm thông, suy nghĩ và học hỏi là cơ hội để con người xích lại gần nhau và nâng đỡ nhau Ông cũng bày tỏ vui mừng vì lễ Ramadan đã được tổ chức lại sau 2 năm phải tạm ngưng vì đại dịch Covid-19. Ngoài ra, người đứng đầu Liên Hợp Quốc bày tỏ sự chia sẻ với những người dân trên khắp trái đất còn đang phải sống trong sợ hãi, chiến tranh, xung đột, phải rời bỏ nhà cửa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hy vọng, nhân dịp tháng lễ Ramadan cũng như mọi ngày khác, cả thế giới có thể cùng học hỏi lẫn nhau và cùng nhau xây dựng hòa bình bền vững vì cuộc sống an toàn, thịnh vượng dành cho tất cả mọi người.